Người có gan xấu thường sẽ gặp phải 4 triệu chứng vào buổi sáng, càng chiếm nhiều thì gan nhiễm độc càng sâu. Gan là cơ quan thầm lặng trong cơ thể nên việc nhận biết tình trạng tổn thương của nó là rất khó. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể phán đoán sớm thông qua các triệu chứng sau đây. Gan không chỉ là cơ quan giải độc của cơ thể mà nó còn trực tiếp tham gia vào quá trình tổng hợp các chất dinh dưỡng truyền vào người. Tuy nhiên, gan lại rất mỏng manh và dễ bị tổn thương nên bạn cần quan tâm chăm sóc cơ quan này nhiều hơn. Nếu gặp phải một trong những triệu chứng sau đây khi thức dậy vào buổi sáng thì nên cẩn thận vì gan đã bị nhiễm độc rồi đó. Một tê yếu tay chân. Nhiều người thường có thói quen thức khuya do áp lực công việc và cuộc sống diễn ra hàng ngày. Đó cũng là nguyên nhân vì sau buổi sáng ngủ dậy, những người này thường không còn chút sức lực nào, chỉ muốn nằm xuống để ngủ tiếp. Tuy nhiên, nếu bạn tuân thủ lịch sinh hoạt bình thường, thậm chí còn đi ngủ sớm mà vẫn gặp phải hiện tượng mệt mỏi, tê yếu chân tay vào buổi sáng thì rất có thể là do cơ quan gan đang có vấn đề. Gan là nơi tổng hợp glycogen, nếu gan bị tổn thương thì lượng glycogen được tổng hợp sẽ ngày càng ít đi. Cũng từ đây, nguồn dinh dưỡng nạp vào cơ thể sẽ không đủ, dẫn đến hiện tượng chân tay yếu ớt, thiếu năng lượng. Vì vậy, một khi cơ thể bị suy nhược, thiếu tinh thần trong thời gian dài thì phần lớn là do gan bị tổn thương rồi đó. 2. Tóc bóng nhờn rối bù, buổi sáng thức dậy, đầu tóc rối bù, bóng nhờn có thể là dấu hiệu cảnh báo gan của bạn đang gặp vấn đề. Gan tham gia vào các hoạt động trao đổi chất của cơ thể con người, có nhiệm vụ phân hủy các chất độc và đào thải các chất độc dư thừa ra ngoài cơ thể. Một khi gan bị tổn thương thì khả năng trao đổi chất sẽ bị suy yếu và các chất độc trong cơ thể sẽ tích tụ lại. Khi các chất độc bị tắc nghẽn trong nang tóc, tóc sẽ bị nhờn và bết. Do đó, nếu bạn vừa gội đầu vào tối hôm trước mà tóc lại bết dầu vào ngày hôm sau thì bạn cần hết sức cảnh giác. Ngày 3, nước tiểu có màu vàng đậm. Đi tiểu vào buổi sáng là hiện tượng hết sức bình thường, nhưng bạn cần cảnh giác nếu nước tiểu có màu vàng đậm và có mùi hôi. Khi gan bị tổn thương, quá trình bài tiết và chuyển hóa bilirubin trong cơ thể sẽ diễn ra bất thường. Do nồng độ bilirubin trong máu tăng cao sẽ di chuyển đến thận theo đường máu và được đào thải ra ngoài qua đường nước tiểu, từ đó làm xuất hiện màu vàng đậm. Bên cạnh đó, bạn còn có thể gặp phải hiện tượng vàng da, một trong những dấu hiệu quen thuộc của người mắc bệnh gan. Theo thời gian, da bắt đầu chuyển sang màu vàng và lòng trắng của mắt cũng có thể dần chuyển sang màu vàng. Ngày 4, tiêu chảy thường xuyên. Nếu chế độ ăn thiếu lành mạnh, bạn cũng có thể gặp phải hiện tượng này vào buổi sáng. Tuy nhiên, nếu vẫn sinh hoạt và ăn uống điều độ mà lại gặp hiện tượng tiêu chảy vào buổi sáng thì nguyên nhân có thể là do bệnh gan. Gan là tuyến tiêu hóa lớn nhất trong cơ thể con người, nó không chỉ phân hủy chất độc mà còn tham gia vào quá trình tiết mật, tiêu hóa thức ăn. Khi gan bị nhiễm độc, quá trình tiêu hóa sẽ bị ảnh hưởng nên dễ khiến bạn gặp hiện tượng tiêu chảy thường xuyên. Nguồn: Sohu